chuồng cọp dành cho những phần tử xã hội đen. Chỉ rộng bằng một căn phòng nhỏ, nhưng chuồng cọp trong các nhà tù bí mật ở El Salvador là nơi trú ngụ của hơn 30 thành viên thuộc hai băng đảng khét tiếng. Sống chen chúc trong một chiếc lồng chật chội, nhiều tù nhân ở các nhà tù bí mật ở El Salvador đang chết dần chết mòn trong điều kiện sống bẩn thỉu và bệnh tật. Mặc dù những chiếc lồng giam này được thiết kế để tạm giam phạm nhân trong vòng 72 giờ, nhưng nhiều người đã ở đây gần hơn một năm. Dù chỉ rộng khoảng 3,5 mét, cao 4,5 mét, nhưng các chuồng cọp lại chứa tới hơn 30 người. Tất cả họ là thành viên của hai băng đảng đối thủ và khét tiếng là MS-13 và M-18. Giới chức của El Salvador cố tình giấu kín những phòng giam tạm bợ này. Tuy nhiên thì một phóng viên của tạp chí VICA đã tìm cách tiếp cận và đưa chúng ra ánh sáng. Theo phóng viên của tờ VICA, các tù nhân ở đây bị đối xử rất tồi tệ, họ thường xuyên mắc bệnh và thậm chí là thiếu ăn. Tờ báo đăng những bức ảnh gây sốc với hy vọng rằng chính quyền El Salvador sẽ cải thiện cuộc sống cho các tù nhân. Các quan chức cho hay hiện khoảng 10.000 thành viên ở hai băng đảng MS-13 và M-18 sống trong những nhà tù như thế này. Hồi tháng 3 năm 2012, thì băng đảng MS-13 và M-18 ở El Salvador cùng ký một thỏa thuận hòa bình lịch sử. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực gần đây khiến cho dư luận lo ngại thỏa thuận này có thể trở nên vô hiệu. Chúng tôi nhận thấy thỏa thuận đình chiến này rất mong manh và có thể bị đổ vỡ bất kỳ lúc nào. Thời gian đã chứng minh điều này là hoàn toàn đúng. Miguel Fortin, chánh tòa án tối cao El Salvador đã phát biểu như vậy. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, tỷ lệ giết người ở El Salvador giảm mạnh từ 12 đến 15% mỗi ngày xuống còn 5%. Hai băng nhóm MS-13 và M-18 đều có nguồn gốc ở miền Nam California. Sau khi tìm cách tránh khỏi các cuộc chiến tranh dân sự ở Trung Mỹ, nhiều thanh niên thành lập nên các nhóm tội phạm ở Los Angeles trong những năm 1980. Hiện có khoảng 50.000 người El Salvador là thành viên của các băng đảng đường phố. Các cuộc chiến giữa hai băng đảng MS-13 và M-18 diễn ra ác liệt suốt hai thập kỷ qua và đe dọa đời sống của dân thường. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, trùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.